Trực tiếp bóng đá Bình Phước vs Hà Nội FC tứ kết Cúp Quốc gia 2022. Trực tiếp bóng đá Bình Phước vs Hà Nội FC tứ kết Cúp Quốc gia 2022 từ 17 giờ hôm nay mùng 8 tháng 9. Nhận định Bình Phước vs Hà Nội FC. Hà Nội FC đứng đầu bảng V-League, Bình Phước xếp cuối bảng giải hạng nhất. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng quá rõ ràng. Kể cả khi không được sử dụng ngoại binh theo điều lệ Cúp Quốc gia, Hà Nội FC vẫn mạnh hơn hẳn so với đối thủ. Bình Phước khởi đầu mùa giải 2022 rất ấn tượng với 5 trận liên tiếp bất bại. Họ thắng cả Sông Lam Nghệ An trước khi vượt qua Quảng Nam để góp mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ, đội bóng này lại tụt dốc không phanh. Tính từ tháng 6 đến nay, Bình Phước trải qua 11 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó có tới 9 thất bại. Hành trình của Bình Phước ở Cúp Quốc gia khó có thể được nối dài khi họ phải đấu với Hà Nội FC. Thầy trò huấn luyện viên Chun Jae Ho vừa đứt mạch bất bại ở V-League sau khi thua sốc Bình Định ngay trên sân nhà. Đội bóng thủ đô cần lấy lại tinh thần bằng một chiến thắng và chuyến làm khách tại Bình Phước là cơ hội để họ chút dần. Thế Sơn nhận định Bình Phước vs Hà Nội FC. Hà Nội FC đứng đầu bảng V-League, Bình Phước xếp cuối bảng giải hạng nhất. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng quá rõ ràng. Kể cả khi không được sử dụng ngoại binh theo điều lệ Cúp Quốc gia, Hà Nội FC vẫn mạnh hơn hẳn so với đối thủ. Bình Phước khởi đầu mùa giải 2022 rất ấn tượng với 5 trận liên tiếp bất bại. Họ thắng cả Sông Lam Nghệ An trước khi vượt qua Quảng Nam để góp mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ, đội bóng này lại tụt dốc không phanh. Tính từ tháng 6 đến nay, Bình Phước trải qua 11 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó có tới 9 thất bại. Hành trình của Bình Phước ở Cúp Quốc gia khó có thể được nối dài khi họ phải đấu với Hà Nội FC. Thầy trò huấn luyện viên Chun Jae Ho vừa đứt mạch bất bại ở V-League sau khi thua sốc Bình Định ngay trên sân nhà. Đội bóng thủ đô cần lấy lại tinh thần bằng một chiến thắng và chuyến làm khách tại Bình Phước là cơ hội để họ chút dần.